Sáng 13 tháng 4 năm 2014, hàng ngàn du khách đã đổ về làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để dạo phiên chợ quê xưa dưới chân cầu ngói Thanh Toàn. Phiên chợ đã tái hiện những nét thanh bình, dân dã của một phiên chợ quê xưa với những chiếc ghe chở người đi chợ men theo sông Như Ý êm ả. Hàng hóa đem đến chợ quê là những sản vật của người dân làng Thanh Thủy Chánh, từ những củ khoai, củ sắn luộc, những miếng cau, miếng trầu đến con gà, con vịt. Đấy là có rất nhiều nội dung về sinh hoạt văn hóa rất là bình dân nhưng mà thiết thực với đời sống, cũng là cái điều kiện để cho mọi người cũng như là gặp gỡ nhau rồi trao đổi những suy nghĩ, tình cảm, và cũng giải bớt những cái mệt mỏi trong những ngày thường lao động. Thấy hay, nói chung hay. Ngoài ra, đến với phiên chợ quê, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt, đập om, chơi hội bài chòi do các o, các mệ của làng Thanh Thủy Chánh tổ chức. Du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội trong tiếng hò reo cổ vũ của những đội đua ghe truyền thống ngay trên sông Như Ý hay chọi gà ngay trong khu vực chợ.